Cái này là cô khám hôm 23 tháng 2 à? Vâng, khám hai ba tháng mà đi Ở tiếp trước đây cô có đi khám ở những đâu? tôi đi khám rồi, tôi lại lại bỏ đến một năm bắt đầu tôi mới quay lại. Cô trước cô khám ở đâu? Tôi cũng khám một nội tiết hai Khám ở nội tiết á? nội tiết Khám ở nội tiết à? đây, tôi cũng khám đây nội tiết. Thế cô đã phát hiện cái u này vào từ bao lâu rồi? Được năm rồi chú, thế là tôi Thế cũng có đi lên nội tiết suốt à? không, đợt này mới lần là từng lần thứ hai, Lần thứ hai đây, còn trước đây? trước đây thì mới có một lần, thế tôi mới bỏ một năm bẵng đi, thế là quay ra nó đã uống thuốc, thế mới bảo là cái này bác sĩ cái năm nọ ấy nó người ta bảo là nó cũng không có nguy cơ thì cứ mua thuốc về uống, thế là tôi cũng không thấy là gì, thế là tôi lại không quay lại tôi mua thuốc nữa. Thứ nhất là thuốc nó không có tác dụng với cả những cái u tuyến giáp như thế này nữa. Đây thì đây là cái u này, u cái này bên phải của cô này. Cái u như này, kiểu như này thì nó là lành tính. Đấy là đấy một cái kiểu lát cắt, đây nữa. U đây, cái này người ta cắt dọc, còn cái tuyến giáp nó đến đây này. Thì cái u của cô nó gần gần như chiếm hết tuyến giáp rồi. Nhưng cái u này thì là u lành tính. Nhưng bên phải này, bên phải thì đây là tuyến giáp này. Đây là tuyến giáp. Thì đây là cái u này. U này nó có khoảng độ 5 mm. Cái tính chất giảm âm này thì nó rất là mạnh. Thì những cái khối này thì người ta sẽ nghĩ nhiều đến ung thư. Và thường chọc tế bào thì người ta sẽ không chọc ở đây. Mà người ta sẽ chọc vào những cái chỗ mà nghi ngờ. Ở đây chọn ở đây là mình nghi ngờ cái gì thì mình làm cái đấy, chứ mình không chỉ định chọc một cách rộng rãi cho chọc tế bào ấy. Có nhiều nơi thì mọi người ta cứ chỉ định chọc từ cả nang hoặc chọc, nhưng mà nang thì đương nhiên 100% lành tính thì không là mình chỉ định cho những cái trường hợp như thế. Còn cách xử lý như này, cái này của cô giống như y như của cái Hạnh, còn cổ bác trai khác, của bố Hạnh khác, bố Hạnh là u ở vị trí này này. Như thế này là cái xu hướng nó sẽ xâm lấn ra bên ngoài. Khi mà trường hợp như này thì kể cả nó nhỏ như này mà nó ở bề mặt này thì mình cũng nên mổ. Nhưng ở đây của cô thì nó có hai sự lựa chọn. Đấy, của cô có hai lựa chọn là một là phẫu thuật. Phẫu thuật thì mình sẽ cắt toàn bộ tuyến giáp và vét cái hạch cổ trung tâm ở đây. Đấy, như thế thì ưu điểm ấy là mình cảm thấy nó sạch sẽ. Những cái khối nhỏ như này của cô thì sau mổ thì mình cũng không cần phải điều trị iốt phóng xạ bổ trợ. Tức là thường là ung thư tuyến giáp là sau khi mổ là người ta sẽ cho uống iốt phóng xạ. Nhưng mà những cái trường hợp mà yếu tố nguy cơ nó thấp thì cũng không cần phải uống. Đấy, thì trường hợp này của cô thì mình một là mình chọn phẫu thuật. Đấy. Thế là phẫu thuật là tốt hơn là chứ? Không không phải là cái gì tốt hơn hay không tốt hơn, do mình lựa chọn thôi. Nhưng mà phẫu thuật xong thì sau này cô sẽ phải uống thuốc cả đời, phải đi khám định kỳ. Thì đấy là cái mà nhược điểm của nó. Còn cái phương án thứ hai ấy, là với cái tổn thương như này thì mình đốt sóng cao tần. Đốt thì mình cũng sẽ đốt hết cái u này. Mình sẽ đốt được hết cái u này. Và mình giữ được một cái phần tuyến giáp còn lại đây. Cái thứ hai là cái u này mình cũng sẽ đốt. U này đốt ấy, thì mình sẽ đốt rộng ra như này. Tôi để cho nó chết hết cả cái chân thì mình giữ được cả cái tuyến giáp này, và sau này thì cô sẽ khám lại định kỳ, mổ xong thì cô cũng phải khám lại định kỳ, mà đốt xong thì cô cũng phải khám lại định kỳ. Nhưng mà khám ở đây thì thường cuối tuần cháu về cháu sẽ kiểm tra cho cô. Thì Hạnh nó lựa chọn phương án này, và cháu cũng khuyên Hạnh là em nên làm cái này. Vâng, nếu mà thế Nhưng thì mà bạn của Hạnh hay là dì của Hạnh thì để mổ, bố của Hạnh cháu mổ đấy. Thì bởi vì mỗi người sẽ chỉ định khác nhau, nếu mà mình mà rơi trường hợp này thì mình không có lựa chọn gì ngoài mổ. Nếu như mình ở trong đây u nó bé tí này thì mình lựa chọn là đốt sóng cao tần thì nó cũng phù hợp để mình giữ lại tuyến giáp sau này cô không uống thuốc. thế thì tôi Còn thì ung thư nó không phải đùng một phát là nó tràn lan đâu, nó phải có sự phát triển. Ví dụ mình siêu âm mà mình thấy nó bất thường thì mình sẽ
mình sẽ xử lý, chứ không phải là mình làm một cách quá triệt để. Bây giờ là xu hướng điều trị bảo tồn ấy, là rất quan trọng để bảo vệ cái chức năng của những cái bộ phận mà bị ung thư ấy. Ví dụ ung thư vú nó cũng thế. Ngày xưa thì người ta phẫu thuật vú ấy, người ta mổ rất là rộng, tức người ta cắt hết cả cơ ngực lớn này, cắt đến tận cả vào xương sườn đấy, và vết hạch thì vắt trơ ra, nhưng mà cái hiệu quả điều trị thì nó không tăng lên, nhưng nó làm cho cái người bị ung thư rất là khổ, đau đớn. Thế dần dần thì họ sẽ gọi là chỉ cắt mỗi tuyến vú thôi, tức là cắt tuyến vú vết hạch nách. Thế sau bây giờ ấy, ví dụ vú đây, u nó bé như này chẳng hạn, nó bé và nó chưa xâm lấn ra bên ngoài, xâm lấn da và chưa xâm lấn cơ thì người ta chỉ cắt rộng thôi. Người ta cắt rộng như này, cắt rộng ra để người ta bảo vệ cái tuyến vú này. Chứ người phụ nữ mà cắt vú đi thì đúng rồi, có hai vú chưa chắc đã giữ được chồng. Đúng rồi, nếu mà ra đấy là cái như bác sĩ nói thế thì tôi cũng, cũng hiểu rồi, cái cuộc sống, cái giá trị và cái tôi gọi là chất lượng cuộc sống ấy. Nên mình cắt rộng này thì thứ nhất là bệnh nhân không đau, cái thứ hai là vết hạch nách người ta vết cho vâng đau. Theo như bác sĩ là đốt thì là không phải uống thuốc cả đời, đúng rồi, thì mình giữ được tuyến giáp. Thì mình trong ý của cô nên lựa chọn phương án đấy. Đấy, thế tôi lựa chọn phương án đốt. Vâng. Đấy, thì đốt sống có tuần thì khoảng bao giờ thì đốt được? Thì thường là cứ chiều thứ năm. Chiều thứ năm. Thì bác sĩ bọn cháu lại mới về. Về đây đốt ở đây à? Vâng. Chứ không phải ra Hà Nội. Không phải ra Hà Nội. Thì đốt đây thì có mấy cái là các cô rất là hợp lý cho các cô. À, chiều thứ năm. Vâng, cái thứ nhất nhá. Là đốt đây là về chất lượng chuyên môn là mình được chọn bác sĩ, chọn bác sĩ. Bởi vì cô đi đốt chỗ khác thì mỗi hôm sẽ có một người, kể cả ví dụ cô lên 108 này, cô đốt thì có phải là có phải đến 5 đến 10 bác sĩ đốt đúng không? Và trình độ của 5 đến 10 người này nó không đồng đều nhau. Thì mỗi hôm thì các bạn ấy từ thứ hai đến thứ sáu thì mỗi hôm sẽ có chỉ có một bạn khám hoặc đốt. Cái đốt cái này thì khoảng bao tuần hết rồi? Cái này thì để cho tư vấn đã. Đấy, thì cô đốt đây cô sẽ được chọn bác sĩ, bởi vì bác sĩ đây là thứ nhất là cháu chơi với cháu, thứ hai là biết trình độ chuyên môn thì mới nhờ. Bạn này làm rất là tốt. Cái thứ hai chọn đây là sau này cháu sẽ bảo hành chọn đời của cô. Thế thì tốt. Tôi là 5-10 năm nữa mà nó có những cái u nó mọc thêm lên mà cần phải đốt thì mình sẽ đốt ở đây miễn phí. Ở đấy thì cháu rất là hỗ trợ. Thứ ba là về giá thì nó cũng là thấp nhất, thấp mà so với Hà Nội không phải thấp so với đây. Thì cũng mấy cái lý do đấy thì cô nên đốt ở đây. Và mấy cái nữa là nó gần, cô đi lại nó cũng đỡ khổ. Và đốt đương nhiên là đốt cái này thì cô không phải nằm viện, cô không phải để đi đâu cả, không phải gây mê, không phải tức là nó không ảnh hưởng gì, cái kỹ thuật nó nhẹ nhàng. Còn cái hết của cái đốt này nó không giống cái hết nó của đau phẫu thuật. Đau không hả bác sĩ? Nó không đau. Mọi người chính vì sợ đau thì người ta mới lựa chọn cái này. Cái này đương nhiên nó sẽ không đau mổ rồi. Mổ thì cô phải rạch cổ ra không đau chứ. Nó còn rất là mất thời gian, bởi thứ nhất nó có thể bị khàn tiếng, thứ hai là có thể nó vướng víu cái vùng cổ sau khi mổ cũng khá lâu. Thứ tư nó có thể là thiếu canxi. Nó nhiều tai biến biến chứng thì người ta mới phải lựa chọn cho cái phương án nó tốt hơn. Thế cho nên là cái hết của cái đốt sóng cao tần nó không giống như hết của phẫu thuật. Hết của phẫu thuật là cô có một cái cục này, bác sĩ phải rời bỏ cục này đi chỗ khác thì nó sẽ trơ ra cái vùng cổ của cô này. Đó. Nó sẽ trơ ra một cái chỗ trống này. Còn thì khi lên siêu âm thì nó sẽ không nhìn thấy cái hình ảnh nữa. Đấy là cái hết của phẫu thuật. Cái hết của cái đốt sóng cao tần này thường ấy, nó bác sĩ sẽ đốt trường ra ngoài này. Người ta gọi là đốt để cho nó cái khối này nó không phát triển và nó chết hết tế bào ấy. Thì người ta phải đốt rộng ra này. Thì sau tháng thứ một, sau một tháng khao sau cái đốt ấy, thì siêu âm thì cái khối này nó cảm thấy nó lớn hơn. Bây giờ nó đang 3 cm nên nó sẽ to hơn một tí. Bởi vì nó đốt thì nó chết cả phía ngoài này. Và cái chết này sau này đại thực bào, cơ thể mình nó có một cái
tức là tất cả những tổ chức viêm nhiễm đó, nó đều do cơ thể mình nó ăn ăn những đấy nó mới liền được ra. Mình đứt chân đứt tay ấy. Cô thế nếu mà không uống kháng sinh nó có mủ ấy, thì cái này nó sẽ ăn dần thì sau này nó sẽ bé, một nó bay hết, có người sẽ bay hết nhưng có người sẽ co lại, nó đang như này thì nó co còn một nhóm này, nhưng đây nó chỉ là những cái sẹo, đây nó không phải còn là tổ chức u nữa. Yeah, thì đấy là cái hết của cái đốt sóng cao tần, và đánh mình sẽ đánh giá sau một năm, cứ ba tháng mình đi kiểm tra lại một lần. Thế là lại lên đây. Vâng. Thế còn... cháu nó mới bảo là thôi thế bà cứ lên đây mà đốt, à bà lên mà tư vấn bác sĩ khám cho bà thì bà như nào thì. Cái này cô cảm thấy là sau cái sự dụng này cô cảm thấy nhẹ nhàng. Vâng, thế nếu mà như thế thì tôi cảm ơn bác sĩ cháu. Chuyên môn thì ở đây là cháu sẽ đảm bảo cho các cô rồi nhé. Yeah. Thế như thế này thì liệu nó qua được khoảng bao năm rồi? Thoải mái, khỏi luôn nhỉ? À, khoảng bao năm thì thế thì tôi cũng cảm ơn. Rồi, ok. Cảm ơn bác sĩ, thì cháu nó giới thiệu ra đây mà thôi thì bố con làm.